Có thể đối với nhiều người dạy học tiếng Anh là một cái ngành béo bở và một cái ngành hời để kiếm ra tiền. Nhưng mà thật sự đối với bản thân tôi cũng nói với những cái đồng nghiệp của mình hiện giờ. Có điên thì bây giờ mới mở trung tâm tiếng Anh. Bởi vì đối với tôi rằng là nó dần dần trở thành một cái ngành rất rẻ tiền. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì các bạn sẽ nghe cái câu chuyện của một giáo viên viết và chia sẻ trên mạng. Cái tiêu đề của bài viết này là Ngáo tiếng Anh. Chúng ta nghe thử coi là các bạn có đồng tình không nhé. Tiếng Anh đúng là rất cần thiết và quan trọng thật, nhưng tiếng Anh giống như bao ngoại ngữ khác, nó cũng chỉ là công cụ. Không có quốc gia nào lấy việc học ngoại ngữ ra để làm nòng cốt phát triển khoa học cho đất nước cả. Muốn phát triển giáo dục khoa học cho đất nước thì phải bắt đầu từ các môn tự nhiên như toán lý hóa chẳng hạn. Đó là nền tảng để phát triển khoa học, đào tạo ra thế hệ kỹ sư, chuyên gia, kinh tế và cho các nền khoa học của đất nước. Học giỏi tiếng Anh đúng là tốt đó, nhưng nó chỉ có lợi ở cấp độ cá nhân. Tức là ai giỏi tiếng Anh thì đi làm nghề phiên dịch dạy tiếng Anh. Còn ở cấp độ quốc gia khi đua nhau định hướng cho xã hội, chỉ có học tiếng Anh thì cực kỳ tai hại và nguy to. Bởi tiếng Anh có giỏi đến mấy cũng chỉ là đi bốc phét chém gió với lại Tây, làm mấy cái clip khoe phát âm giỏi để lùa học sinh dạy tiếng Anh. IELTS 9 chấm để mở lớp dạy tiếng Anh. Tức là học tiếng Anh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì liên quan tới khoa học kỹ thuật để phát triển đất nước, mà mục đích của nó là một cái vòng xoáy học giỏi tiếng Anh mở lớp đi dạy rồi lại đào tạo ra một thế hệ đua nhau học tiếng Anh để tiếp tục cái vòng xoáy bất tật đó. Cuối cùng xã hội thu được gì? Chả được cái gì cả. Nền khoa học và giáo dục đất nước thu được cái gì? Cũng chả được cái gì cả. Phụ huynh học sinh thì chả nói làm gì vì họ vốn bị đua theo sức ép của xã hội. Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, bao nhiêu quốc gia phát triển ở châu Á này đều thi cử rất căng thẳng các môn toán lý hóa nhằm tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Nhưng tuyệt đối họ không lấy tiếng Anh để làm tiêu chí xét tuyển cả. Còn quốc gia nào giỏi tiếng Anh nhất cái châu Á này? Không ai khác đó chính là Philippines. Ở Việt Nam này, giáo viên Philippines dạy tiếng Anh rất nhiều. Giỏi tiếng Anh rồi cũng đi làm ô xin, cu li cho Tây thôi, chứ có phải làm cho đất nước phát triển. Không hiểu từ bao giờ Việt Nam có cái trào lưu học tiếng Anh rồi giáo dục hiện đại, học nhẹ nhàng như Tây, trong khi khoa học giáo dục Việt Nam phát triển lẹt đẹt không đâu vào đâu. Bọn Mỹ nó học toán dốt hơn học sinh Việt Nam nhiều đấy, chương trình toán của nó rất nhẹ đấy, nhưng nước Mỹ mỗi năm thu nhập hàng ngàn nhân tài toán học trên khắp thế giới để gánh cho bọn Mỹ gốc dốt toán. Nên nền khoa học Mỹ mới phát triển. Còn chúng ta đú đởn đi học tiếng Anh, bỏ bê hết nền tảng khoa học kỹ thuật thế này thì mai kia đất nước phát triển thế nào? Thì đây là một cái bài viết mà nó có cái quan điểm cá nhân của người viết. Nó có cái đúng, có cái sai. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào những cái điểm chính ở trong cái bài viết này. Đó là thật sự tiếng Anh nó có cái lợi cho việc phát triển đất nước hay không? Chúng ta hãy nhìn một cái đoạn video ở trên TikTok. The Worst English Mania của Jay Walker. Các bạn nên kiếm full cái video này để coi. Còn bây giờ tôi sẽ cho chúng ta coi cái đoạn của một diễn giả bên Trung Quốc ha, được lòng trong video này. Worldwide, 2 billion of them. In Latin America and India. Thật sự cái video này, cái chữ mania này là một cái cơn cuồng điên. Tức là người ta phát cuồng về một cái điều gì đó chúng ta gọi là mania. Vậy thì ở đây rằng là trên thế giới có rất nhiều cái mania như là cuồng bóng đá chẳng hạn. Thì nó tạo ra những fan hooligan, vân vân. Vậy thì bây giờ nó có một cái gọi là English mania. Người ta cuồng vì người ta đi học tiếng Anh. Nhưng mà thiệt sự như là diễn giả Jay Walker ông có nói gì? Thật sự cái ngôn ngữ tiếng Anh nó là một cái ngôn ngữ hỗ trợ để giúp cho chúng ta đưa cái quan điểm chúng ta ra ngoài thế giới. Tại vì thí dụ chúng ta muốn bảo vệ môi trường, chúng ta nói tiếng Anh ở Liên Hiệp Quốc người ta nghe người ta hiểu. Chứ chúng ta nói tiếng Việt ở đó thì mất công nó phiên dịch nữa. Cho nên thật sự ra tiếng Anh nó là một cái ngôn ngữ để mà ổng gọi là helping language, dùng để ngôn ngữ, dùng để giúp đỡ. Problem solving language, một cái ngôn ngữ mà nó dùng để giải quyết các vấn đề. Cho nên các bạn hiểu rằng là mình học ngôn ngữ để gì?
để mình đi du học, mình tiếp nhận những cái mới, tiếp nhận cái khoa học kỹ thuật mà người ta viết bằng tiếng Anh, người ta nói bằng tiếng Anh, người ta giảng bằng tiếng Anh. Và đương nhiên rằng là những thầy cô dạy tiếng Anh cùng với mục đích này, tức là bản thân tôi đi dạy để làm gì, là tôi muốn các bạn giỏi hơn, tôi muốn các bạn nhìn ra ngoài thế giới, tôi muốn khi các bạn ngồi nói chuyện với Tây không phải chỉ có những câu như where you from, what you like, rồi chẳng hạn how many places have you visited, không phải những cái câu đó, mà tôi muốn các bạn đặt những cái câu hỏi rằng là gì. So tell me about your country's economy. So how much can I earn if I live in your country? Chẳng vậy. Thì thông thường là khi đưa ra những cái câu lạc bộ mà để giao lưu với lại du khách, thì tôi thường tôi hướng học viên của mình về những cái câu hỏi đại loại như vậy, chứ không phải rằng là tôi cho họ những cái hoạt động để họ chỉ có thể là giao tiếp được với Tây bằng những cái câu như là what's your name, where you from, what you do. No. Và đương nhiên rằng là rất nhiều câu lạc bộ là tự phát, nó đều là lấy những cái câu giao tiếp cơ bản ra để mà nó bắt chuyện. Cho nên người nước ngoài bây giờ người ta qua đây người ta rất ngán gặp các câu lạc bộ loại này. Đó. Thì mở TikTok lên coi, các bạn mở ra. Cả đống giáo viên chỉ nhao nhao vô dạy phát âm, dạy là nói từ này làm sao, nói từ kia làm sao. Mà thật sự ra họ cho các bạn cái ngữ cảnh để sử dụng như thế nào. Ví dụ như khi mà tôi dạy học trò, có bạn hỏi tôi, bạn này là IELTS 6.5, hỏi tôi là khi nào thì mình dùng những cái idioms, thì tôi mới nói rằng là cái idioms các bạn phải phân biệt là nó cũng giống như cái thành ngữ Việt Nam, nó có những cái hiện đại và có những cái người ta gọi là lỗi thời đó. Cho nên rằng là có những cái idioms ngày xưa ghi điểm của IELTS nhưng thật sự bây giờ người ta không có xài nữa. Nó sến rồi. Thì bây giờ hỏi tiếng Việt đi, nếu sử dụng thành ngữ sao cho hợp lý. Chẳng hạn nói có hai bạn đánh nhau, các bạn nhảy vào nói: "Trời ơi dừng tay, chúng ta phải lá lành đùm lá rách." Bảo đảm hai bạn nó quay qua nhìn mày có bị khùng không. Còn cái thằng khùng cao cấp hơn thấy hai bạn đánh nhau nhảy vô: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng", rồi bỏ đi. Nha. Còn bầu thương lấy bí cùng nữa. Cho nên rõ ràng trong cái trường hợp này mà lôi cái thành ngữ vô là bị điên á. Lá lành đùm lá rách, hai bạn nhìn nhá, ý mày nói thằng nào lá lành, thằng nào lá rách. Chắc mày lá còn nguyên, chắc đập thằng lá còn nguyên. Vậy thì muốn sử dụng idioms nó đúng hoàn cảnh, ví dụ vậy. Cái người vợ chửi lộn, hai vợ chồng chửi lộn, người vợ tối ngày loa ăn ngoác lên. Cái ông chồng mới nói: bà nói nhỏ lại được không? Tại sao tối ngày bà cứ vạch áo cho người xem lưng vậy?" Vậy thì vạch áo cho người xem lưng ở hoàn cảnh này sao các bạn? Rất phù hợp. Cho nên nếu như các bạn muốn sử dụng ngôn ngữ như người bản xứ thì các bạn phải hình dung được cái ngữ cảnh của người bản xứ để mình đưa nó vào. Vậy thì cái việc học ngôn ngữ kết hợp với văn hóa nó rất thú vị. Tại vì các bạn sẽ được tìm hiểu văn hóa chứ không phải là để mà học ngôn ngữ không. Nhưng mà hiện giờ thì các giáo viên TikTok online dạy các bạn cái gì? Làm sao nói từ này, làm sao nói từ kia cho chuẩn Tây. Và thậm chí tôi nói đơn giản, ngay cả Đặng Trần Tùng 5 lần đi thi mà IELTS 9 chấm, là cái người đi du học ở bên Mỹ, gia đình có điều kiện, từ bên Mỹ sống bên Mỹ 3 năm về Việt Nam thi lần đầu tiên không cần ôn gì cả 8 chấm. Tức là anh ta đã sống ở môi trường nước ngoài rồi, về thi 8 chấm. Đó, rồi sau đó anh ta tiếp tục ở Việt Nam đăng ký học ở RMIT, Đại học RMIT quốc tế nữa. Thì các bạn nghĩ với cái số tiền mà tính bằng tiền tỷ để đổ ra cho cái việc phát triển ngôn ngữ, để rồi sau đó bây giờ làm gì? Học về kinh tế nhưng Đặng Trần Tùng hiện giờ là gì? Đi dạy tiếng Anh, dạy IELTS. Anh ta kiếm ra tiền không? Kiếm ra được các bạn. Nhưng mà thật sự nếu các bạn nhìn một điều, nếu mà tôi ở vị trí của Đặng Trần Tùng, tôi không ở Việt Nam dạy tiếng Anh đâu. Tôi qua Mỹ làm kinh tế. Tôi cũng không đi dạy tiếng Anh đâu. Tôi làm cái khác. Tại vì nếu có các bạn học viên hỏi tôi rằng là, có một bạn mới vừa hỏi tôi: "Thầy ơi, sao mà lúc đầu em mới học em cảm thấy có hứng thú, giờ này càng học em càng nản, em chỉ thích đi làm thôi." Tôi mới nói rằng là tại vì em không nhìn ra cái giá trị của em khi em đạt được cái mức lương 30 triệu. Có nghĩa rằng đối với tôi trong công việc giảng dạy, tôi rất muốn rằng là giúp cho người ta là có cuộc sống tốt hơn. Đó, thí dụ như các bạn hỏi tôi rằng là sửa cái hồ sơ CV, tôi rất vui. Đó, hay là các bạn khoe tôi rằng là: "Thầy ơi em được nhận vào công ty này công ty kia rồi, ok."